mô. Chiếc cục không đáy. Đây, mình hôm nay mình đột kích gia đình má nha. Nghe cái âm thanh của Hùng ở đâu đấy ta. Ồ. Đó, nhìn má thần tượng ghê chưa? Ồ, phân đi hàng. Còn bữa tiệc gia đình đó là thân mật. Đúng rồi, rất là ấm áp. Thiếu Linh nên hơi buồn. Thiếu Linh thì hơi buồn. Ê, thấy rồi nha, thanh niên này làm đổ đồ ăn nè. Bị phai rồi. Quy tắc 3 giây đi. 30 giây rồi. 30 giây rồi hả? Chùi nha. Em rất là mê ăn mấy cái đúng rồi. Hùng bữa nay nấu ăn hả? Em nấu nhưng mà cô chú làm. Trời ơi. Mọi giờ bây giờ mình tự nhiên mình cầm cái cây như vậy cái mình thấy run run. Còn nhớ tới cái vụ accident vừa rồi. Mắm tôm cà pháo mà nè. Bữa nay mà rớt vô cái là thành bữa nay máy quay mắm tôm. Thơm lâu lắm á, bữa em làm mùi bún riêu. Không phải đừng nhúc nhích cái tô để cho nghe thèm không? Miếng không? Ủa, cái này. Ủa, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nghe cái mùi thì cái mùi nó khác với mùi heo. Đúng rồi, nó sẽ có cái mùi là cừu đặc trưng á má mi. Chắc chắn là phải khác bò rồi. Ăn thử đi. Và con phải gà. Đúng rồi. Ủa thằng con cừu nó rất là có vị cừu đúng không? Nó mua hình như nó trên đó, nó chị Nga là có một cái lớp mỡ nè, lớp mỡ mà kiểu như nó rất là mỏng. Dạ, mình à, mình sẽ nhìn ba của mình là đang làm món gì nha, đột kích luôn. Ôi rồi ôi, mình thấy từ xa xa đây chính là món hảo gì nha. Món ruột của con rồi ba ơi. Ba đừng có bỏ cái mâm xôi nha. Ba mà bỏ cái mâm xôi con khóc 10 năm luôn á. Không quen lắm nha. Cá thác lát má mua ngon quá, dai ôi là dai luôn á. Bữa nào qua, bữa nào đi đi về bển thì má sẽ mua cho con. Con mang qua, con bỏ cấp đông rồi con mang qua. Tới đó không có bị gì ra. Vậy không hả bị, má? Không bị gì. Wow. Được, được. Thật có cô bạn Mỹ ở bên Mỹ về dạ. Lần nào cũng mua 5kg đó. Dạ, dạ, rồi. Có gì à, má mua giùm con nha. Ừ. Dạ, dạ. Mà ở đây là ngon nhất nha, chứ không có chỗ khác không đúng, được con ăn hồi nãy con ngạc nhiên luôn, nãy má cho con thử miếng á. Ừ, phải biết sao. Có chân phỏng tay má. Bà bạn dạ, có em bà bạn lần nào cũng vậy á, về là mua 5kg, cấp đông cứ 1 bịch nửa ký, nửa ký. Rắc tiêu cho em đó. Nửa đi con, nửa nửa nước đi cho nó ngập cái lâu cho nó mới chín con ạ. Có chân phỏng tay nha má. Con mở cái nắp này nè, rồi con dốc nó xuống. Được cái con cũng có tay hay làm. Giỏi rồi. Dạ không con không biết làm. Chị Nga chê con rồi. Coi chân phỏng thôi. Rồi lên thôi. Ấy sao Hùng? Em thấy món ăn những món này tuy là nhìn nó cách làm có thể là đơn giản nhưng mà nó rất là phức tạp. Hay quá ha. Ừ. Em thì lại thấy là hương vị của gia đình ở đây chị Nga chắc là chị Nga cũng nhớ nhà rồi. Nhớ chứ. Thì thay vì về Đồng Nai thì chúng ta qua quận 12. Đúng vậy. Cũng có một ngôi nhà đang cơm bữa cơm gia đình. Ô là cảm ơn dọ. Ta cũng mà ăn cơm mà má ăn cơm. Dọ. Mà kéo mắm đi. Đây chú vô. Đây kia ngồi bên. Dạ con ngồi đây, ba ngồi đây. Ừ, đấy, ngồi đâu, ngồi mai tôi được ngồi người giữa hai thần tượng của tôi. Nha, yeah. Ngồi mấy má nha. Giữa thần tượng của tôi, hai thần tượng. Thần tượng bên này là bà đối diện thêm một thần tượng. Hôm nay là gia đình mình là uống coca nha mẹ nha. Bảy cốc đó là nhiều món. Dạ. Ông bà đang ngồi bên gia đình ăn cơm. Còn chén đầy đủ chén không? Đủ có đủ dư mà. Mất rồi, mất rồi. Đây còn con đây nè, chú lấy đi, chú lấy đi con đấy. Đó. Tiền này quá. Không biết sẽ có bao giờ nữa hay không. Đây cũng sẽ nó. Đây, em gói cái khăn ăn coi. Gói ra qua đây cho con. Các bạn nó xe này tên gì? Nó nhỏ vô cũng nghe chứ. Nghe chứ, lỗ tai đứng lắm á. Đây là món ủ qua nè, đây là món lòng luộc, dưa chua, dưa sườn cột, dưa tôm, nhiều món quá. Cứ lấy cái dưa luôn sao? Dưa sao à? Ngon nhất. Dưa chỉ nó ngon. Chỉ nó còn ngon. Dưa là tốt.
Dạ. Rồi đúng rồi. Rồi con mời ba má, con mời Lộc, mời Hùng, mời Trang, mời đại gia đình ăn cơm. Rồi mời tất cả. Dạ, chúc sức khỏe các em. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe nào. Rồi ba vô. Nay uống rượu không? Trắng sâm ban. À sâm ban. Sâm ban. Ai ăn cơm? Rồi ra tự nhiên nhá. Cái món nào ấy thì cứ ăn nhá. Ăn món nào được, ăn thử cái món sườn cừu này có mùi gì không? Mát cũng đợi mát. Cái khó rồi. Ở đây em cho. Okay. Để xương coi. Dạ yeah, rồi để xương. Bỏ này để xương. Rồi xin phép mà ăn thử món sườn cừu. Ăn thử rồi. Em nghe cái món. Mình sẽ ăn cái mà nó có xương luôn nè. Cái gì? Ăn ngon không? Cứ việc tự nhiên, ai thích cái nào cảm ơn. Món này gì nữa. Yên tâm là nhà này. Em lại cảm món này. Tôm sóc hoàng sa. Ngon quá. Lâu này đâu nhà chồng. Có được không? Cái lầu hả cô lại? Cái lầu á. Người ta ăn nó sát vô lại cái món nhỏ hơn thơm. Nhưng mà nó thơm hơn. Món cù nó sẽ có mùi đặc trưng đúng rồi. Trồng với cái dâu. Nhưng mà ăn cái ăn vẫn được. Khó trồng. Chứ có nhiều dâu thơm nó ấy không, nó không ăn được. Dạ. Con cảm thấy cái thịt này đó, nó được nấu rất là lâu nè. Cho nên gia vị nó thấm bên trong rồi. Mà ăn nó cũng hơi giống mùi dê. Trước khi đó là tẩy xả với gừng. Đó. Nấu thịt là sôi nước lên cho nó sôi cho nó ra cái mùi xong nó cho vào để nhúng. Dạ. Nhúng xong mới rửa nước muối lại. Ngon quá. Nhà nó bên kia bán này nó này. Ờ. Thêm một miếng cải chua. Nói chung là cải chua. Cứ ăn. Ngon rồi. Có thích ăn mấy cái này chứ. Thử em mới làm nữa. Dạ, khoan lý rồi. Cô làm luôn. Ở nhà thường là cái gì phải làm. Mở một miếng sôi mua. Sốt cam luôn các bạn. Dạ nấu lên. Hôm nay biết là biết ăn thì cứ ăn tự nhiên. Dạ. Không có ngại gì cả. Đừng có bảo là thích ăn mà lại ngại không dám ăn cái đó. Dạ. Lát hết được cơm giờ ba. Ừ. Đấy, hôm nay có gà mới nấu được cơm này đó. Ở nhà hai người nấu cái nồi chút xíu mà. Dạ. Cái nồi một lon buổi chiều từ sáng tới chiều nhưng mà cô thì có ăn một lúc, cô không ăn ngày. Ờ. Lúc một đỏ đỏ đúng không ạ? Ừ đúng. Dạ. Ăn thường ăn, tốt ăn, khỏe, ăn mấy khỏe. Năm rồi ăn ướt rồi. Có mình bố rồi bố nên, bố già ăn nên gạo trắng bố già không ăn mà ướt. Gà thoải mái lắm không có ấy đâu. Ăn uống các thứ được. Nhưng mà chú Tế ơi, hôm nay tự nhiên cái nồi cơm hết nhanh quá. Hết là mừng. Dạ. Chứ không có cái vấn đề gì cả. Chẳng mong là hết á. Dạ. Nó không hết là mệt đó. Ba. Ngồi ăn rồi. Nó chứng tỏ là đồ ăn rất ngon. Sẽ lỏng cơm hả? Mình sẽ ăn ra đồ ăn trước. Bốn chút, phải review. Dạ, phải ăn rồi. Phải review mà. Phải hết đồ ăn nữa rồi, chứ mà hết cơm công được cũng chưa có đúng. Hết đồ ăn luôn. Hết đồ ăn luôn. Nhảy vào con. Wow, bố thách. Canh đứng ngon. Ngon. Khi phần trước khi đi á, cá thác lát đây là ngon giả me luôn. Mình bỏ trong ăn ngăn đông một phần thôi dạ. Là bắt đầu đưa qua bển không bao giờ bị dao. Cái cô bạn á một lần có đi qua là cũng mua 10 kg, wow. Có lúc mua 15 kg. Rồi cái đóng đông này là cái bịch nửa ký đặt người ta đó, cái là bỏ vô cái tủ đông. À cứ thế bên này mà đóng thùng mà mang đi. Qua tới bên kia chưa có đã hay giờ. Không, không ăn được củ qua vô ăn cái canh. Dạ. Củ qua không được hả? Dạ, có không ăn được. Ăn được nhưng mà con thấy nó thôi, còn hôm nay con sẽ ăn luôn. Ăn thử đi. Đỡ bây giờ thanh niên này chạy chậm nó lắm, từ từ đi. Nha, nó không ăn được món này mà Hùng không ăn được này nó buồn. Ăn luôn. Thanh niên nữa mà ăn được không có chừa cái gì hết. À, được. Ngon quá. Rồi. Không say không về nhá. Dạ. Vô má. Uống hết 2 lít rượu champagne này mới vậy. Dạ. Ba má lại nấu cho tụi con bữa cơm nha. Rồi ăn dài rồi. Trứng muối là cô tự làm. Thích gì đem xuống. Dạ. Trứng muối là tự làm. Mấy bạn làm trứng muối luôn hả? Trứng muối, con tôm này cắn vào hả? Nó thơm nồng. Được không? Tức là má đi mua trứng và má tự làm cái trứng muối luôn. Tự muối. Mua cô sẽ là tất cả mọi thứ này, đa số đều làm. Đều là tự làm. Nhà chồng. Ngon quá, nhà chồng. Con tôm mà con máy này lắm. Cái muỗng nó muỗng nhiên nhưng phải là con nuôi. Cái thứ bảy mới có cái trứng muối này. Dạ. Tự lấy trong xóm này nè. Quá quý rồi. Yeah. Mua cái mà tôm mà tâm tình nó ăn một ngày mà nó mua cái hỏi là tôm nuôi đâu, tôm tự nhiên á. Dạ. Món sườn cừu này lần đầu tiên con ăn được không? Ngon không? Con cảm giác là con cừu này
Chắc còn ít lòng. Ít lòng nữa. Nó ngồi hay là sao? Nó tập trung phát triển vô thịt nữa. Nó bị cắt lông rồi. Nếu mà lông nhiều nó nuôi lông hết là cái thịt nó sẽ ít đi. Không cao cái nữa. Cà pháo mắm tôm. Bây giờ không chưa ăn này hả? Con ăn hai miếng luôn rồi đó. Ăn đi. Rồi lưỡi ra cắt cắt là kiểu như cho mau hết hay gì đó. Cắt rất là to. Ăn một cái này nè. Ngon quá. Ăn chung với cà pháo. Đúng rồi. Ăn chung với cà pháo không gì không vậy? Mình ăn nó phải tương đối chút chứ mình cắt nhỏ quá ăn nó không đá. Đúng rồi. Hồi xưa ngoại á. Tùy từng cái. Ổng ăn cái gì nấu cái gì mà phải cắt cho to phải cục cục này nhưng mà cắt nhỏ là bị mắng. Người bắt mà đúng rồi bắt mà ăn cái gì cũng phải to. Nó là gà đó, mấy... kiểu người ta khoáng đó mà mình ăn kiểu ăn miếng to to cắn cho nó cắn một chứ cắn nhỏ 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 trừ một buổi xỉn. Không 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 tại đây lần đầu tiên mình tới nhà của má mình không biết chỗ. Nói chung là phải ăn hết thức ăn thì mới là mới được quen. Yên tâm đi đạt chất lượng chứ còn mới hết cơm không chưa ngon quá. Hôm nay làm chủ yếu là để ăn cơm gia đình chứ phải ăn rồi ăn cho nó thoải mái hơn. Chồng nó đi ra Hà Nội là nó cũng phải mấy kilo á. Vậy hả má? Ừ. Ngon quá. Phải cho bà xui với mấy đứa mấy đứa cháu của bà xui á. Ăn lắm. Trong đó thì ngon lắm. Thử đi là. Chắc như là bình sĩ vậy đó. Có một loại cá thắt lát đó. Là cái cá lần hai nó to đùng á. Là cá đó hả? Nấu lên nó cứng ngắt hả? Mà nó không có dai như vậy. Đây là một nè. Cái này là cá thắt lát loại nhỏ. Cá nhỏ mà bao nhiêu cái đúng là cá thắt lát. Đúng rồi, đúng rồi. Cá đó mà nấu nhưng hả? Mà cá chỉ còn ba đầu ở đây thôi. Nhưng mà cá to nữa là ăn với... Nó cứng nhắc hả? Nó không có dai. Con thích ăn cá nên con biết được con cá thôi. Chứ còn bộ là con đi ra chợ. Không ai ăn này ta. Đây. Tại vì chưa kịp. Ăn lên chưa? Ăn lên. Tự nhiên nhớ ai ăn được cái gì. Nhà nó không ăn được. Cũng không được nhưng mà chị Nga chắc chỉ linh tính là tấm lòng của má con sẽ ăn 33 sẽ có những cái bất ngờ đó nên chị Nga chặt chọt có ăn thử nó có buồn không? Dạ, nó cũng có một xíu đặc trưng của cường nhưng mà không quá nồng, không quá nồng. Dạ. Tẩy kỹ lắm. Dạ. Mình nấu lơ tơ mơ là không ăn được. Dạ. Cường phải đơn giản dễ nấu lắm. Tại qua bên hổ toàn là thịt cường nhiều lắm. Dạ. Là làm nó nhưng mà làm biết là cứ mùi trong có nghe kiểu như mùi nồng đó. Nói gì thôi thì mùi mầm mùi nồng nó thật đâu cù mùi mà nó không có làm cái mùi nó nặng đâu nó ăn không được luôn. Cái thắt lát này nhiều anh chàng nhậu nhậu buổi chiều làm miếng chiên lên uống bia là thôi quên đi luôn đó. Không có thì làm nữa. Đúng thì nó cá này quét xong rồi có thịt là quét chung với nó thì là đúng kiểu không có thịt là nó không có thịt là nhưng mà người Bắc mình thì ăn được có nhiều người ta không ăn được tụi con đứa nào ăn được hết đó được không ăn được mà thì làm mà thả ăn được dạ con thì con ăn thịt là thì mình nấu con ăn ăn nấu với canh cà với nghêu quá có ngon không nấu canh cá đó bỏ thịt là vô rất dậy mùi. Còn nếu như canh cá mà nấu cải á thì lại phải bỏ cái gừng vô đúng lên một là... một cái rô lớn cho nên đó cái câu này của người Việt Nam mình nói đó có gì làm đó ai bắt mặt em ấy có gì ăn mùi cho nên cái gì nó phải có đúng mùi đó thì nó mới có cái mùi lên nó mới ngon. Cô cần là nấu ăn nhà mà ăn khác cũng nấu cũng không đi ăn dạ ngon mấy anh chị có dạ ít có ăn sáng ở ngoài đường nhà là sáng mới tự nói ăn sáng luôn. Hỏi ở đây mà hỏi chỗ nào ăn ngon rồi nó thua, không biết. Tại vì sáng chưa chiều tối ăn nhà luôn mà. Ăn ở nhà luôn nhá. Nhưng mà bây giờ ngoài. Thật sự con thấy cơm nhà là ngon nhất. Biết rồi, cá mùa có mỗi lần đó là mua khoảng 5-6 ký xương đó. Xương gà hoặc là xương heo, gà hầm,
lấy nước cho bỏ bình vứt cho tủ lạnh cứ để đi ăn đi. Thế là nó cái mỗi mình cái bịch đó mình có sẵn rồi, thế là cứ mỗi sáng lấy ra bịch. Dạ. Yeah. Rồi. Ôi. Đấy. Wow. Cái khổng lồ. Cái này mới đúng là vô phần thử thách đấy. Rồi. Cái giò thủ thương hiệu Cô Lan. Có đặc biệt là có thương hiệu đàng hoàng. Ồ, Cô Lan quên. Và chú Tý. Cả nhà ơi, má là có làm về giò thủ nha, có bán trên thị trường nha. Rồi giò thủ Cô Lan. À, số điện thoại bao nhiêu má ha? 0909 541 897 0909 541 897. Nếu mà cả nhà muốn ăn dầu của cô Lan thử thì có thể là gọi số điện thoại nha. Mà hôm nay má làm cái dầu lũ này con thấy giống như cái cây trượng của cô Tề Thiên. Cái cây này là khoảng bao nhiêu mét vậy má? Gần 4 tấc á. À là tính ký. Tính cái này 2 kg. 2 kg. Đúng rồi, kg này cũng phải gần 4 tấc á, 3 tấc mấy á. Rồi hôm nay có thử thách gì má? Em đang thử thách cho ba người ăn Nga, Hùng, Lộc. Ăn hết cái này. Trời ơi trời. Nó giống như là cái đường hải thành công. Nó như không xanh mặt luôn. Đúng là bóc siêu luôn. Giống như là bóc quả hay bóc như lòng. Chứ còn nguyên cây. Chắc lắm. 2 kg. Nguyên cây và nguyên siêu. Đáng sợ quá. Cái này là đấy. Rồi. Wow. Làm nửa mét. Để làm cái này. Hay mấy đứa mà làm giò rồi nó. Bây giờ thử thách là ba người mình ăn hết cái cây giò thủ 2 kg. Trong khi là đây một mâm cơm luôn. Chung là okay. Cái này má ra thử thách. Nhưng mà má không bắt buộc là phải ăn hết. Không ăn hết. Tại vì trên đây là ăn hết cái này thì sẽ không thưởng thức được cái món cơm của má. Nên mình xin phép ăn nửa cây. Yeah. Nửa cây. Yeah. Nửa cây. Yeah. Yeah. Okay. Rồi, cắt đi. Đây là rồi, cái tay mình đã rửa sạch rồi cả nhà ơi. Đúng rồi. Nên chơi mình đi xin em. Phép mấy cái lá salad mình lót. Đúng rồi, không mình sao. Nói tay rửa sạch đi. Để mình vẫn là bảo đảm vệ sinh đó, hiểu không? Rồi. Nửa cây. Chặt lắm luôn. Chặt lắm. Cái tay của vợ sư lòng mà còn ấn xuống vậy luôn. Lúc mà bố sập cái màn, bố phải dùng sức. Yeah. Ấn nó xuống chân chắn, nó dính chặt với nhau mà. Cái này cũng phải ép đúng rồi, phải khỏe tay chút mới được. Rồi bây giờ nửa cây đó là mình để mang để cất, còn lại là mình sẽ ba đứa sẽ ăn thử thách cái nửa cây giò thủ của má Lan, là nửa cây này là 1 kg á. Bây giờ anh sẽ về 3 phút luôn. Đúng rồi. 3 phút cho ba người luôn. Chị đều luôn nha. Chắc quá hả Lộc. Dạ, chắc nó giống như là nó được dùng sức á chị, nén lại á chị. Xong rồi cắt cái ép trên không hút trên không xong bắt đầu bỏ vô từ đá đem sang tới đó chưa có giã đâu. Nhìn ngon quá ba. Nhặt quá trời. Vậy là cái này dư 3 khúc rồi, nếu mình 1 khúc mình mời gia đình đi. Đồng chí 4 khúc thì Trang ăn khúc. 4 khúc rồi. Trang ăn 1 khúc. Ừ. Hợp lý. Ba nói vậy thì phải nghe lời ba thôi. Đúng rồi. Tất nhiên rồi. Chứ rồi. Vậy đó, như chua. Dạ. Nữ thì mình sẽ ưu tiên đúng không? Đúng rồi. Hai khúc này cho nữ, hai khúc đầu cho nam. Rồi. Tùy không biết cái bốn người chia thôi à. Rồi. Nhìn như bánh chưng vậy đó. Chưa. Nói chứ là chị Nga lớn, chị Nga chọn đi. Thôi Nga lấy cái bự nhất đi. Rồi. Má đặt không lên má, không lên má. Em sẽ lấy cái bự nhì. Tới rồi, camera. Camera chắc bự nhờ bự bự bự. Đó cũng nè. Thủ ăn thời. Thủ ăn thời ghê quá. Rồi cắt quá. Vô nè, vô nè. Chắc ba má ngày nào cũng làm rồi, khỏi cần phải thử rồi đúng không? Rồi. Nhà nó làm ăn chung với này. Nhà ăn như bánh vậy hả? Cũng mới ăn thử rồi. Bây giờ mọi người ăn, em sẽ quay cận cho mọi người. Ok. Ngon quá à. Tiếp tục. Đúng không? Hả? Kẹp đến một miếng là chú bới con một miếng rau nhà con ăn co chung với nè. Kẹp đến miếng rau nhà chồng nữa. Ăn với lại dưa chua là nó đỡ ngán. Má ăn toàn những món mà siêu dính cơm không? Cà cà vào. Ăn với cơm nó ngon. Lấy cho hồng nhiều quá vậy? Dạ. Dạ, chứ ăn nữa. Chiều nay nó còn đi quay. Không sao, thì không bớt thì sẽ bớt ra. Chắc quá. Giòn thơm.
cái đầu tiên của mình ăn của hương vị gà hủ Má Lan làm á, cái chắc chắn là mình phải dùng toàn bộ hàm của mình. Mình cắn đều đi này chị. Đúng rồi. Cái này gồm có gì? Không, mình đưa qua cái hàm của mình phải thấy được. Có ba lỗ mũi, lưỡi heo, đúng không? Đưa luôn cái bắp giò của cái chân như chân giò nó xong lấy hình thành thịt á. Wow. Ăn xuống rồi ăn ba cái thứ đó vô. Nó mới ngon. Chắc rồi thôi. Cái nhai nổi rồi. Nhai hơi cực khó rồi đấy. Tại vì cắt dày quá. Mình cắt nhỏ rồi. Cắt bỏ ra, ăn thử kiểu rồi. Ăn luôn. Tại vì rất là chắc. Con đang làm nữa. Làm gì? Cắt. Lấy cái kéo kia cắt dễ dàng. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn. Mình sẽ phỏng vấn người làm trực tiếp cái món gà hủ này. Vâng. Đi làm thì phải có công thức nào? Con có đưa cho con đó là biết cho. Đưa cho má. Đây là có nó gồm có lỗ tai, lỗ mũi. Dạ. Rồi xong rồi lưỡi heo. Dạ. Lưỡi heo rồi là cái thịt của cái bắp chân giò, thịt bắp của chân giò. Ủa là nếu chắc không vậy nha? Chắc. Bắp chân giò xong rồi gồm tiêu. Có gừng không cô Lan? Có. Không, ớt gừng. Gừng là bây giờ mình không cho vô mà mình luộc á. Chảy gừng mình thử mùi cả luôn. Thì nghe có thắc mắc là làm cái này sao nó thẳng vậy không? Thì nó phải có cái gì? Có cái khuôn. Cái khuôn. Nhưng mà làm cái dài như vậy thì chắc chắn là ba má phải đặt cái khuôn riêng cho mình. Nhà có muốn coi cái khuôn đó không? Xuống lấy. Đúng rồi. Lấy luôn, phát hiện luôn. Anh đi này ghê thiệt chứ. Anh đi này thâm ngàn thiệt sự luôn á. Má là mình phải đặt cái khuôn riêng luôn hả? Đặt riêng. Wow. Thường là má làm có cái 1 ký thôi. Nhà 1 ký thì nhiều. Tết là mấy chục ký lận. Đây. Wow. Có phải đặt riêng cái khuôn. Có cái khuôn riêng nè. Làm chị Nga mới bỏ đây cho chị Nga. Ép xuống nó mới cắt được. Bình thường là cái khuôn nó cỡ nào à? Đó, cỡ nửa thôi. Lấy cái khuôn đó. Chúng ta đặt riêng cái khuôn để làm cho mình. Nên cả nhà nào mà muốn đặt giò thủ loại bự á thì ba má có khuôn để làm luôn. Cái này là dành cho một bàn tiệc, hai bàn tiệc thì mình làm á, vậy xong cắt nhỏ ra là rất là tiện luôn á. Tuyệt vời quá má. Má có thể đọc địa chỉ này, nếu mà khán giả trên kênh của con hay là Vinh Hùng ở Sài Gòn mà muốn ăn á, con thì cái số điện thoại đặt là được rồi. Dạ. Mình tới mình giao thẳng luôn chứ không khỏi phải lại đây xa lắm. Chú đi luôn á. Đúng không? Chú tự đi giao. Sài Gòn luôn. Dạ. 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 1 ký nè. Đó. Đây, 2 ký. Đôi luôn á. Wow, chắc có còn phải lấy kéo một cách như vậy còn ăn nổi luôn á. Ví dụ đang làm khuôn qua, đang làm khuôn 1 ký và có những thanh niên nào họ bám áo tròn thì ba sẽ ăn ngoài. Ôi giời ơi. Đi lót đặt nha. Không biết là đi lót thì nó mới ấy được chứ là công trình nó không bị xét luôn. Nó không bị xét, nó cứ đọc cứng của nó kia nhiều. Chứ còn cái vôm á là mình ép nó không có được. Đó, cái này khuôn là 1 ký này thì ở nhà là tất cả 5 cái. Còn cái khuôn kia là mới đặt thêm. Chưa bao giờ mà tiêu. Chưa bao giờ mà ăn cái giò hủ mà nó chắc như vậy nữa. Chưa bao giờ. Cái này á mình để ra ngoài cỡ chừng nửa tiếng, tiếng không xuyên dê nha. Có nhiều chỗ làm. Nó đúng. Có nhiều chỗ làm để chừng 15 phút nó chảy ra hết. Rã chân. Tiếng là nó nước hơn. Nó nước hơn. Con này để lâu. Giờ tôi con bắt trước làm giò hủ. Từ ở nhà mà từ đây mà chở lên chỗ lọc không có xi nhê đâu. Mấy lần rồi chở lên chở nó không có gì hết. Con làm giò hủ xong con đem ra khoảng 15 phút sau nó rớt ra nắm mèo lỗ tai luôn. Thấy con quê quá biết nghe làm gì không? Con đem luôn xào luôn. Con xào luôn. Vậy là chị Nga phải đi và nó làm một khóa. Nó học một khóa về bệnh làm. Xào lại luôn. Đó. Cái này nói chung là mình dùng ít mỡ thôi. Tại vì mình dùng nhiều mỡ thì khi mình nhét nó cũng ra nước hết. Đúng rồi. Mà nó lại hao. Cho nên là mình dùng ít mỡ thôi, chủ yếu là cái chất kết dính của mấy cái da nó. Với lại con biết sao con xào này cũng phải xào kỹ nha. Không kỹ nó không có ra nhựa là nó không kết dính được. Nó phải ra nhựa. Nó không dính được. Xào xong 2 cái vai là rã luôn á. Vâng. Tại vì nó xào tới nửa một tiếng rồi thì sao mà nhiều. Má phải ra chợ Kim Biên mua cái chả cao đùng này nè, chả lớn này. Một lần về một mẻ vậy là 5 kg mà. Rồi. Rã hai cái mới cái chảo chứ mà. Chào hai, cô làm 15 phút sau, chú phải làm 15 phút nữa chứ thôi là không thể chịu nổi, nó nặng mà. Cái chảo to lắm, chảo không dính á. Ra tận Kim Biên mua chảo đó.
mà trong khi đó là buổi tối má với ba còn ngồi coi YouTube của mấy chị em mình nữa, tranh thủ là vẫn thôi nào cũng coi hết ngày không à, tối phải ngồi đây một ngày cày 6 clip con ngồi một clip con bò clip lên một clip một phút mập nữa mập coi hoài mà không thấy vô cái gì hết á, bình luận nhiều lắm á. Nhiều khi không biết cái gì đâu, Linh không có thời gian á, mắt không có thời gian, Linh không có thời gian lâu quá nhiều quá. Con chung với này nó không nhé. Dạ, không con để giờ chú ăn nhé luôn. Không nhé thì hả? Dạ không. Dạ không. Nè, là chú nhé chị Nga rồi, là sẽ một hít. Chị? Đúng, chính xác. Mà chứ là cô chị Nga bự hơn nên của mình không có nhanh hơn. Trời ơi. Má ơi. Con nhiều lúc con cảm giác cái răng của Lộc không phải là cái răng nữa. Nhiều người ta làm cái máy nghiền á. Người ta làm răng, người ta nhìn này, người ta... Khổ. Này quá như đó, cho nó thật chất. À. Nhưng bữa nay bật cái clip. Bữa nay làm clip. Clip ngon lắm. Cái này tiếp tiếp luôn không cho nó lên nó rất thử các món. Mấy cái món này mới xử giò. Không tiền lắm á. Còn lát cái khúc kia đem về. Cho mình đi ăn. Ăn cái này mình lấp 1 kg khó hơn. Đúng rồi. Rất là nhiều. Ăn nổi không? Thịt không à? Không ăn thịt không. Mà nó chắc nữa. Chắc thiệt. Đúng. Số nồi giòn là được tạo từ cái lỗ tai. Lỗ tai đúng rồi. Lỗ tai heo. Lỗ tai với lỗ mũi. Lỗ mũi cũng giòn. Đúng rồi, cái bắp giò. Bắp giò nó giòn lắm nè con. Bắp giò. Thịt này là của lưỡi nè đúng không? Đúng rồi, lưỡi là cái bắp giò nó cũng giòn lắm. Bắp giò. Con chưa bao giờ thấy ăn. Chủ yếu là cái giòn còn cái tai là giòn. Mấy người quen người ta cứ gọi điện. Có khi là quên hỏi má một ký hồi của mình bán là bao nhiêu để mọi người có thể làm 250. 250 giá cả bây giờ nó lên hơn vẫn lấy 250. Qua 2 năm nay rồi vẫn rẻ. Mà mình đã chọn mình mua cái thịt heo cũng bao nhiêu mấy trăm rồi đúng không? Heo mà từ lúc heo là mua heo sạch luôn á. Hùng với Lộc quay heo sạch cái quá trình sống thì bốn mươi bốn mươi hai trăm rưỡi cho biết nào cái này không có làm heo mà chuyển ra đại trà. Dạ ngon quá. Ở nhà nếu mà đặt á một lúc á nhiều khi ba má là không kịp, nếu là thông cảm thì ba má sẽ báo lịch lại. Đúng rồi. Ví dụ bật bữa nay thì mai mới có, chồng mình làm lấy liền thì không bao giờ có. Đúng rồi. Vì không có làm dư ra mà làm vừa đủ số thôi. Dư nó nhiều khi nó bị mất cái. Nó không ngon. Còn một miếng thức con. Giỏi quá ta. Cảm ơn má. Có nhiều người cứ tưởng đâu là mình có sẵn nói ở đây ao cho tôi nhưng mà không có. Chứ không có giờ có làm sẵn hết á. Tại vì mình làm sẵn mình để bao phòng mất ngon bé kia nó mất ngon nó thấy cái nó kêu con má kêu cô làm cho con chứ còn mình con mình làm ra thấy cho mình giao ngay á mình giao để ăn ngay xong rồi nó lấy nó vô cái phần mình lấy trời ơi coi con chưa bao giờ ăn cái ngon như thế này, con ăn nhiều lắm chỗ lắm nhưng mà ngon quá. Nó lấy nguồn 1 kg nó nói ha ba mẹ con mà cứ cắt ra ngồi ăn không nhé, ăn không mà hết luôn cái này cắt mỏng nha tí này đẹp cái mì củ kiều, cái này ăn với củ kiều đúng rồi ngon. Mọi lần có củ kiều á mà lúc này không có là dạ. Củ kiều dương á hết tết này củ kiều nhiều lắm là vừa rồi không vừa rồi cái gà làm củ kiều gà ăn cả năm trời á dạ. Làm từ ăn từ tết năm nay đến tết sang năm luôn không vẫn giòn ngon đàng hoàng không á kiều xong làm xong rồi bỏ tủ lạnh cái gì ăn hoài dạ. Thôi bây giờ thì mình sẽ quay lại với bữa tiệc. Bữa tiệc mình ăn cơm hết đi con. Còn nữa cơm kìa. Có tôm khô nè Lộc, tôm khô đỡ. Này tôm tươi nhưng mà tôm khô nha. Tôm khô đâu có bự dưới hả? Tôm này tôm ăn phát triển thành công. Wow. Tôm này tôm tự nhiên chứ không phải tôm nguyên. Mình múc cái cằm này nè. Mình phải kiểu như dẹt cá là để mình lấy ủ qua nhiều cá quá. Mình thích ăn ủ qua nhưng mà cá nó đụng vô là dính cá. Chất nhiều hơn lượng mà. Yeah. Mình làm cái gì nhà ăn mà chứ đâu phải là mình làm mấy đâu. Yeah. Nhưng mà chị Nga có tin là những người nào mà bỏ qua đắng, có người bỏ cùng một trái qua có người bỏ đắng, có người bỏ lại không đắng. Cái này đắng không? Cái này không đắng. Không này đắng. Con ăn được khổ qua à? Con thích canh khổ qua lắm. Một mình cá thắt lát không? Mà bỏ đắng là không? Với cá thắt lát ăn không? Dạ, dạ. Chị Nga nóng không đắng rồi. Nãy giờ chưa hết hả? Con là em bé lười ăn mà. Con nhóm con là em bé lười ăn. Rồi chị Trinh đấy, chút này là con hùa đấy. Còn nhiều không má Lan? Còn nhiều con.
cái gì cơm đây có cái nửa nồi à mẹ rồi ôi giời con ăn máu quá hết cơm của má trời ơi má ăn bao nhiêu giờ ăn hết cơm ăn hết đồ ăn được là còn đồ ăn nhiều chẳng biết không ngon thì mới ăn hết chứ còn dở là không bao giờ hết dạ đúng rồi ngon hết cái gì cũng thế cho ăn để đi ăn đi qua mình cũng ăn được canh cũng ăn nhiều em là không quen cái kiểu mà ăn mà không qua nhồi ăn kiểu này thì em ăn em nhớ tới cái món là lẩu hát lát qua đó là cái bào nó nó thay gì bào đó mà nó không có làm vậy đó cắt mà là gấp cho nó dễ ngon nó ăn ngon hơn ăn ngon nha nó đã hơn nha đã dành cho tính đồ biết ăn khổ qua với thanh niên này ác kìa. Rồi mới vào chuyện ăn lẩu khổ qua. Em ăn mới chứ đâu. Ăn thử một ăn một miếng khổ qua có bán không? Không, kia con chắc dạ. Thử coi. Giờ con ăn nó bán không đấy? Mình mới với dâu lên để ăn đấy chứ để ăn. Tự nhiên bỏ xuống nói là không con bỏ. Em có nói đây còn một đĩa kìa. Thì biết rồi cái đó là ăn. Để đây đi nha đó. Không quan sát bé này bao nhiêu bữa nay bé giỏi nha. Đó. Trốn gì thế không? Trốn quá vậy là gì vậy? Cái này cũng không đắng lắm. Còn cái nước cũng ngon, là cái nước chanh nó hết sớm rồi. Đây là tô cơm thứ ba rồi nha. Quá trời quá đắt rồi. Ăn xong hết được cái lượt cơm của má đây. Bữa sau má nó dám mời xuống luôn. Trời ơi, đừng xuống luôn. Yeah. Mong cho xuống kêu lọc nhắn là lọc đông càng vui nữa kìa. Xuống rồi lại có 4 người thôi bớt đồ ăn lại chứ không dám làm nhiều là ăn chết chết. Chục người nhiều đây đâu. 4 người mà ăn ở đây thì chỉ có kêu ngay sumo thôi. Nói chung tụi con cũng xuống đỉnh ngon mà sợ mắc cực. Ừ, có gì đâu trời ơi đám giỗ má nấu được mà má nấu wow. Rồi mà cả chục bàn được mà hay quá vô má ơi. Yên tâm, ăn cơm gia đình luôn không có vấn đề gì. Anh dỗ con mình mới đứng bếp à? Ồ. Một mình luôn. Một mình đứng bếp được rồi thôi. Qua hồi trước ở dưới bà nội mấy đứa nhỏ với chị An, giờ lên hóc không nè, như chỗ con quay với chị An, Đồng Nai luôn rồi. Anh dỗ con mình má chị ai? Còn mấy cháu phụ hồi đó xong rồi ra, chị thấy mình lên cái nó rút hết chân mình làm không? Hồi xưa là... Má giỏi quá mà. Bà nội ở dưới ở chỗ sau cái chị An dưới quê còn má làm không nó cứ nó hứng cưới luôn. Mà đi giờ dưới đó là có cái lúc mà thời gian thời buổi thời điểm mà chưa có nhà hàng còn là tự nấu cách đây cũng cả chục năm quê mới có nhà đúng rồi tự nấu không có dưới làng của Đồng Nai không ở dưới quê còn tự nấu má tự nấu có nấu đi kinh tế mới Long Khánh Long Khánh bây giờ là Long Khánh luôn Mỹ. Cẩm Mỹ Đồng Nai. Ê, quê mắt cũng là Đồng Nai. Tính quê thứ hai thôi tại vì cái gì đó ông bà nội là ông bà ngoại là người Bắc mà. Vì kinh tế mới. Dạ. Còn ông cao su Đồng Nai đó. Ông bố là Bắc là ở đâu Bắc? Hải Dương. Ngon lắm. Sao cho ăn? Giờ má làm sao? Ui. Em đang ăn rất cái con cái cừu. Con đang thấy cái này đặc biệt rồi má Lan ơi. Hả? Đó, cảm ơn cô. Mà nấu được cơm cháy luôn. Là mình ăn tới đấy ngồi rồi nha cả nhà. Đúng rồi, đỉnh rồi. Không, mình đẩy mà đem má bật lên tí nữa. Không, chạy mới ngon. Mấy chồng bật lại nữa đó, cố ý lên tay. Xin phép được cái gì là cứ ăn đi. Cố ý lên lấy miếng cháy rồi bật lên. Không có phải là ngài hùng vậy. Cố ý lấy miếng cháy hả? Chiều đến nó không nợ cơm thì là bé cháy thôi. Nó thích đúng không? Còn những má mọi người bông vui chứ không có vấn đề gì hết. Ngon. Ừ, còn miếng không? Cũng cảm ơn má. Ừ. Dạ. Đây là ở nhà tối đến là ăn cơm là cái gì? Cái cơm trên thì là bố ăn. Cơm cháy rồi đó. Mẹ không? Ai ăn cái gì thì ăn thoải mái. Sao cái đi được? Cha ăn được cái sườn này không? Ăn thử. Dạ con ăn à. Có nghe mùi gì không? Dạ không, rất là thơm luôn, nó không nghe một mùi gì gọi là không có mùi cừu. Ăn được cứ ăn. Má biết làm mà thầy tại vì qua bên đó con gái nó làm cái mình nhìn thấy. Dạ. Tại bên nó cừu không với thịt bò chứ đâu có gì. Con gái thì nó cũng gà. Chù á. Thế gọi là chù. Cá ngừ á. Không gọi là chù. Ừ.
cái hồi chứ. Cá hồi. Con dao dài này. Cá hồi á. Ở bên đó nó rẻ lắm. Đính. Dạ, tôi lắm luôn. Tôi lắm. Dạ. Nó mua là mua một con được phải 4 con. Mà dài lắm, dài mua con dao mà chim để lọc cá hồi á ra đó. Dạ, mấy là nhập á. Dạ, mỏng vậy nè. Riêng cái con dao chỉ có để làm cái đó thôi chứ không. Hôm bữa con ở bên đó nghe quay á, bển nó ăn cái video nghe quay ăn giá 2000 một bộ đó, muốn cả trời ơi. Rồi đưa một cái lọc sốt rồi. Dạ. Rồi giấy đưa nghe qua nó được. Dạ đúng rồi. Kim luôn á. Mẫu. Mua một cái là riêng lại đó. Dạ. Chỉ có để. Ở bển nó ăn ăn đồ sống mà. Dạ. Có ăn đâu được nó phải để nó chiên lên. Bố. Bố. Bố con mình ơi ăn bố đồ sống chứ. Được. Nó là như thấy, thấy gì sống sốc là không không ăn được. Nó không ăn thì không ăn được, nhưng mà hiểu như mình ít ăn nên nó không có không có mong gì. Con người con cứ để nó ăn lấy. Bố ăn miếng với con chứ. Thì ăn được, lấy cái gì. Người bắt không được, người bắt không được múc một giá cơm. Đấy, đúng không? Con người. Chứ kiêng cứ thì có cái gì đâu. Con nghe tao nói bắt hai cũng thế thôi chứ cái gì. Tiếng rồi chị nghe thăm ngàn chứ tiếng. À bớt nữa, không ngàn là sao mà tự nhiên còn nhớ thấy không? Là sao á? Còn nhớ thấy đi, ở đó để đi gặp tôi hỏi nè. Thăm ngàn đó là của một từ của người Thái là để chỉ sự làm việc, chăm chỉ làm việc đi. Đó, ý là à, vậy đó hả? Thì con mới lúc đó cái đó đang hot đó nên mới lấy cái từ thăm ngàn đó con nói với anh em con nghĩa là thêm đồ ăn. Chăm vô á. À, ăn đối với tụi con cũng là làm việc mà. Đúng rồi. Dạ. Thôi, ý nghĩa là vậy. Nói, nghe mà chưa có hiểu. Rồi vô con vô nhà cũng thử nghĩ ra mà. Dạ. Ăn rồi bỏ thêm đồ ăn vô cho đối thủ non ăn sao vậy? Non. Ai biết đâu. Ai biết đâu. Nói mà chưa nghe. Cái này chết bao nhiêu tối tối nào cũng coi YouTube đây nè, hỏi thăm ngàn cái loại gì cái bố kêu chứ ai biết. Thầy nghe cái đồ mà biết. Sực nhớ từ bữa nay nó hỏi tụi nó được thăm ngàn. Camera man của chị Nga có biệt danh đó luôn. Dạ, như thăm ngàn lắm. Như thăm ngàn đó. Thế hả? Dạ. Con là luôn đi thử thức ăn trước nên gọi là cái thức quan. Vậy đó hả? Thử trước con thấy ngon rồi. Ok, thấy đồng hội rồi. Trang dính độc là tụi con không ăn á. Đúng rồi. Trang là thử độc trước. Mới tới quán mọi người chưa thấy con lo thấy ngon trong bếp rồi. Ăn trong đó rồi. Có bữa là chung rồi. Liền cái máy thấy Trang đứng tuốt trong bếp. Dạ con luôn. Trang đứng ở mọi khung hình luôn là. Trang lâu lâu, lâu thấy đứng mé mé bên đâu. Trang Trang có một hai giây thôi là cũng có một ánh mắt nào đó chú ý. Nhiều ánh mắt cái gì. Ừ. Có bữa thấy Trang ngồi tuốt mình biết kia. Nhiều ánh mắt không nói mà biết được. Đúng rồi. Máy là như như vừa nói rồi giờ chắc đủ nói đi. Phải ăn đủ gì với Trang không? Ô lòng ơi. Có ai tặng em này cơm cháy. Cơm cháy có cái lý thấy anh Trang ngồi tuốt một góc kia nó ăn nè dạ, lọc lọc liền qua máy có tới xíu thấy Trang ngồi ăn kia dạ, có ông đi thử mình chưa biết đó thì có mình không nghĩ nhưng mà khi biết rồi biết người biết mặt rồi thì chỉ cần đi qua cái một hết một khuôn mặt thì mình thấy nhận được ngay hoặc không bữa bố già Trang rõ ràng rồi Trang tao bán Trang đâu bán nó Trang đi với ai nữa mà không phải không tại vì có mấy cái clip quay á cái xong là cái nhìn lại đúng Trang là đúng Trang gần máy á gần quay à gần cái màn hình á gần cái màn hình á không không nhận ra chứ tại vì á cái hôm đi anh cái cứ cãi lòng thằng Trang nó Trang chứ ai thấy giờ gặp rồi đúng không sợ huyết nhưng mà chắc nên để cho cái mặt con bị lên ký với lại con lên khung hình không biết thì sao cái mặt con nó tròn lắm. Lên tròn lắm đúng rồi, ngoài không tròn nhưng mà tròn nhưng mà trắng tròn tròn bự nên cũng không phải nổi đâu không phải chứ còn như thì nó lại lên khung hình với lại bị nó lại cũng không phải đâu tùy góc nữa bà tùy góc nghiêng thì đâu có mà ngồi chính diện nhớ để hộp má mà qua chỗ hộp mình à. Cho nên là bảo mới bảo là không phải nhưng mà quay trực diện cái thì nó biết ngay. Có mấy cái có mấy mới có mấy đấy rồi. Dạ, rồi. Lên có khi lò nào nhờ lên nhà cô Lan rồi biết ăn cũng qua nhá. Giống như ớt cũng vậy cô Lan. Mới đầu con đâu biết ăn nhưng mà đi bên Lộc biết.
huấn luyện con luôn. Cô chú nói dạ coi coi vô cô chú ra ăn ớt giữa ta nãy giờ gấp ớt lia lia ta ngồi bình luận bột đó như vậy đó mọi người cứ vậy mà ăn cay nhất là lọc rồi nó nếu rồi không bị lọc này bị chửi cay đó một lần nó ăn ớt nhắc chửi chửi quá là chửi luôn trời đất ơi. Có nhiều người kêu là bây giờ chỉ cần ăn ăn kêu bà nghe ăn chua với ăn cay là thắng bà nghe nói vậy em đồng ý thua em cũng không có nhận ăn mấy cái đó tại vì mình muốn có một cái sức khỏe để mình đem những clip tới khán giả luôn. Có ai lấy cái màu chanh lên lấy nước bỏ đây luôn không? Dạ. Cả chịu khó làm bữa đi đâu xuống đây được sai bữa. Mai mốt rồi tôi xuống nhà ta nấu ăn cho nha. Dạ. Ở đâu lâu lâu cái gì? Trời má ơi, tôi ăn ngoài đường ngán quá rồi má ơi, đi nấu cơm ăn quá. Vô tư muốn ăn nói. Tôi nấu cơm về. Alo, cái má nấu liền luôn. Món gì, dạ. Món gì cũng có, nó muốn ăn yêu cầu. Muốn ăn cái gì thì nói. Trứng chiên, rau luộc. Cái gì, nói cái gì, nói gì, nói gì, nói gì, nói gì, nói có chứ cái là phải nói trước. Dạ, hết rồi canh luôn. Nó không đi là hết rồi cái phèo hay là cái gì đó. Nó nấu nước, nó cho nó ngọt, nó nấu nhiều nước, nó lỏng mỏng. Sớm thì ra thì mình lấy. Chứ còn thì nếu mà đến giờ sáng rồi mới nói là phải như là thua đó. Nó canh hết mà. Nó ngon, nó sủi, nó đưa. Đó, ôi nhiều khi còn, cái này ngon đâu, nó tẩm béo thịt heo rồi nè. Thì là, nó cũng coi cân thì mình cũng, cũng lấy... Tại vì hôm qua, nói chuyện đó. Không thôi. Con có coi cái lóc mình ngon mà, Bình Dương gì đó. Mới đây nè, ăn cái cô, cái cậu đó, cậu ăn phở đó. Cái mấy cái tô nó mấy ký thì cô có nói cái tô của Nga Sumo là 4 kg không biết nó coi nó bán rồi dạ, đây dạ. Cho con gửi là cảm ơn Nga chị nha trời ơi lập là hồi đó mình cái lúc dịch á ở xóm nhà kêu mọi người qua đi chơi cái mở tôi mở lên coi ai ôi cái ông này ông ăn ghê vậy nè có khi nào giả nè không có giả đâu cha dạ đâu. Thiệt luôn á chứ giả gì cái ngày nào ông qua đi mở ngồi đi coi xong rồi đưa máy đây nguyên xóm đăng ký đăng ký oh. Em kể chị nghe nghe cái thành tích mà subscribe của cô Lan nữa. Cô Lan vào thế giới di động á. Mấy bạn nhân viên subscribe. Vô luôn, vô hết luôn. Trời thương dữ vậy. Trời ơi. Mấy đứa dễ thương lắm. Dạ. Cứ lần mà tại vì mua cái iPad á. Cô ơi, cái máy có gì không đem lên cho con nha. Cô đừng có tự làm nha, con không biết làm cái đem qua đây cái bắt đầu bữa mới mua bắt vô. Vô bỏ xì lọc. Bắt nhiều số. Vậy đấy thằng con mẹ này lợi dụng quá trời rồi nhìn mình ở nhà thằng cháu có 5 tuổi mà biết Minh Hùng đàng hoàng nói chú Minh Hùng mà cái tô đó là tô của ai của chú Minh Hùng trời ơi nó biết á hôm bữa mà biết mà lên nhà lên gì hay quay đó dạ sao bà nội ở đây sao bà nội sao bà nội ở chỗ này tôi cũng chết ăn ba heo quá với cái clip mà vô chỗ xưởng của Lộc là đưa vào thủ đó cũng vậy nó kia kìa có ông nội có bà nội kìa có chú Lộc nữa mà hồn quá ha thì mất cái hồn này kìa cái hồn làm camera sắp 5 tuổi rồi chưa đấy 10 ngày nữa thì nó mới được làm thông anh nghe 10 ngày rồi có tài kiến này nè là clip cắt dài rồi. Rồi đúng rồi quên. Nhưng, mình nói chuyện quá mình quên luôn. Dạ quên rồi. Hết tuổi là gia đình đây nè. Hết canh này mình kết thúc clip còn mình ngồi với nhau. Đúng rồi. Thì dạ. Em mày cũng hết được câu này. Không đừng hết để dành cho chị với mọi người. Thôi vậy thì mời chị. Đây còn đây mà. Dạ nó dở để bên đó đi bên đây còn nhà còn cơm. Dạ. Từ đầu là con ăn hết cơm là có chan canh vô. Nha con biết có ăn không ai nữa tuy, không phải còn muốn ăn gần còn miếng cơm miếng chăn canh không nữa con rồi yeah. Sắp đây là một chén rồi à. Con sẽ ăn hết cái này phần canh này quá trời đi nha yeah. Kia rồi cắt chén lên nữa nè canh này chắc chắn là hết rồi thì đó đây thích việc cứ việc tự nhiên cái gì ăn được xin phép mình kết thúc clip ha mình chào gia đình ha lo cả nhà ơi hôm nay thì có một ngày má đã hẹn với lại Lộc với lại Hùng với Nga rất là lâu rồi nhưng mà rồi tụi Nga thì như là những người con cứ lo bon ba ngoài xã hội đi kiếm tiền đi đi làm kinh tế cho nên nhiều lúc cũng bận nhiều lắm cho nên để có một bữa cơm gia đình thật sự rất là hiếm hoi đa số là mấy chị em cũng ăn hàng quán ngoài đường không à đó hôm nay được đích thân má với ba đi chợ lựa những cái nguyên liệu những cái món ngon để mà nấu cho mình thì đó còn bằng đúng không? Thì như là trong cái clip heo quay sữa Nga đã nhận má với ba Nga, tiếng má với ba
thì ba má cũng như ba má của Nga với Lộc với Hùng đó, những người con hôm nay về ăn cơm với ba má mình đó một là một cái điều mà tuyệt vời nhất đó. Những cái tình cảm mà ba má dành cho chị em của Nga thì không còn gì để nói được hết đó. Và đặc biệt là cái món giò thủ mà má đã lấy thức công làm, giờ mình mới biết được á là cái khuôn á thì không có sẵn, cho nên khi mà muốn làm một cái 2 kg như vậy để mà cho tụi Nga thưởng thức á thì má phải đi đặt và đi làm cái khuôn đó về làm riêng cho chị em Nga. Thì ba má cho con gửi lời cảm ơn ba má, và con thay mặt tất cả mọi người, anh chị em cô chú Sài Gòn, con kính chúc ba má nào có sức khỏe, nhờ và bình an và khỏe mạnh. Thì sau này con mỗi lần con có dịp về thì con sẽ chắc chắn là con sẽ về nha, con thăm ba má. Yeah, một lần nữa rồi. Chị Nga ơi, yeah. Ai ủng hộ cho ba má thì sẽ liên hệ qua đâu? Yeah, nếu mà ai ủng hộ giờ thủ cho ba má thì má có thể đọc số điện thoại mà 0905418897. Oh. 0905418897 nha cả nhà. Okay. Con Hùng với lại Lộc ơi, tiện đây cho má gửi lời cảm ơn đến tất cả các con. Yeah. Đây là các con của má mà hôm nay được vinh hạnh được là các con YouTube Võ Sư Lộc Tim Tim Phân Hùng với lại Nga Sumo mới là ở đây ăn bữa cơm gia đình má rất vui. Yeah. Wow. Cảm ơn má. Yeah. Mong là có sẽ bữa cơm như vậy nữa nha. Yeah. Má khỏi nhiều nha. Cảm ơn cả nhà nha. Lộc có nói gì không? Em thì em cũng nhân đây thì em cảm ơn má Lan và ba ở đây. Thì con cũng rất ít là nhận ba má, nhưng mà con muốn nói tập lòng ở đây là không phải là xem kênh, nhưng mà má Lan với ba má ưu ái cho anh em mình. Những người nào mà kiểu như má Lan thấy được là giống như có tấm lòng hay là nhiệt tình đó, thì má vẫn kiểu như là má nhận những người đó và giúp đỡ cho những cái người khó khăn hơn mình. Dạ, đúng rồi. Và qua những cái đó mình học hỏi được rất là nhiều. Thì hôm nay nhân clip của chị Nga thì cũng giới thiệu được cái món giò thủ của ba má, và mình chắc chắn con sẽ đặt một cây 2 kg để ủng hộ cho ba má. Dạ. Yeah. Con cũng một cây 2 kg luôn. Đó, cây 1 kg. Ok, là 5 kg rồi. Oh. Yeah. Yeah. Con nhớ làm nha. Chắc là chủ nhật này con về. Vậy thì Nga Sumo xin chào cả nhà. Nhưng mà con Nga hay nói là không phải thức ăn không ngon, mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, đúng không ạ? Nga cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh YouTube của Nga Sumo Phân Đi Hồn Võ Sư Lộc và ủng hộ cho má Lan và ba Tiến nha. Xin chào bạn và rất yêu. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.